Thưa vị hiện tại Duy đang đứng ở mộ Ngô Thị Nhậm là một danh sĩ Bắc Hà và là cánh tay phải của vua Quang Trung Nguyễn Đại. Mỗi khi nhắc đến Ngô Thị Nhậm, người đời sau thường nói đến nước cờ Tam Điệp, một cống hiến to lớn của Ngô Thị Nhậm giúp vua Quang Trung hành quân thần tốc từ Phú Xuân ra Thăng Long, đánh tan hai chín vạn bọn xâm lược nhà Thành vào mùng năm Tết Kỷ Dậu từ năm 1789. Khi Tây Sơn sụp đổ, Ngô Thị Nhậm bị vua Gia Long bắt, đem đánh đòn ở sân nhà văn miếu quốc tử giám do trước đây ông khinh ghét Đặng Trần Thường, đã sai lính tầm thuốc vào roi để đánh ông đến trọng thương. Về nhà vài hôm thì ông mất. Khu lăng bộ Ngô Thị Sĩ, Ngô Thị Nhậm hiện nay đặt tại ngõ 15, xóm Văn Lâm, đội 2, thôn Tả Thanh Ngoài, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Đây vốn là nhà ở của Ngô Thị Nhậm vào năm 1997. Nhà thờ và lăng bộ Ngô Thị Nhậm được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia.